Một phụ nữ bị đánh ghen kinh hoàng ở Huế. Người phụ nữ bị nhóm 5 người lột bỏ áo quần, đi chặt xuống mặt đường và đánh đập. Quay phim, vụ đánh ghen kinh hoàng này xảy ra ở Thừa Thiên Huế. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Lãnh đạo công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế hôm 19 tháng 11 xác nhận đang thụ lý điều tra vụ việc liên quan đến nhóm người có hành vi đánh ghen xảy ra trên địa bàn. Vụ đánh ghen xảy ra vào chiều tối ngày 15 tháng 11 tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Sự việc được ghi lại bằng một đoạn clip dài hơn 3 phút lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh một phụ nữ bị nhóm 5 người, trong đó 4 phụ nữ và một người đàn ông ghì chặt xuống nền đường. Trong đoạn clip, người phụ nữ bị nhóm người trên lột hết áo quần và đánh vào người. Vùng nhạy cảm dù nạn nhân van khóc, mặt tím tái vì cổ bị người phụ nữ dùng tay ghì chặt xuống mặt đường. Nhiều người gọi đây là vụ đánh ghen kinh hoàng nhất từ trước đến nay bị lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nạn nhân đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển xã Hải Dương thì bị nhóm người trên tấn công với lý do nghi ngờ cướp chồng người khác. Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan công an. Ngay lập tức, vào tối cùng ngày, công an thị xã Hương Trà đã vào cuộc điều tra. Lãnh đạo công an thị xã Hương Trà nói rằng họ đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, tạm giữ phương tiện, máy móc, điện thoại liên quan, mời các đối tượng đến làm việc để phục vụ công tác điều tra. Thông tin cho biết những người liên quan đến vụ việc đều trú tại xã Hải Dương. Công an tỉnh Thừa Thiên, Huế cũng đang làm rõ người phát tán đoạn clip này trên mạng xã hội.